Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã có mặt với chúng tôi tại trung tâm tiệc cưới nhà hàng Ninh Kiều để dự buổi lễ thành hôn của chú rể Vũ Thọ và cô dâu Ngọc Hằng ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, cho phép Khánh Thi xin được thay mặt cho trung tâm tiệc cưới nhà hàng Ninh Kiều cùng hai bên gia đình xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Khi ta nhận ra rằng không thể thiếu một nửa kia của cuộc đời và cả hai sẽ dành cho nhau những điều tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta đã có mặt tại đây, nơi khán phòng ấm cúng này cũng bởi một lý do duy nhất. Đó là để chúc mừng hạnh phúc cho anh Vũ Thọ và chị Ngọc Hằng. Kính thưa quý vị, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại này thì chắc hẳn một điều rằng sẽ không thể nào thiếu đại diện chủ hôn của hai gia đình, những người đã mang đến cho chúng ta hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Về phía đại diện nam chủ hôn, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Hải Đường và bà Nguyễn Thị Ngân là anh chị của chú rể sẽ tiến lên lễ đài ngay bây giờ. Xin trân trọng kính mời ông và bà.